Ủa mà gì chỗ kia ta? Té xe à? Có công an, nãy có cái anh kia anh chỉ tay lên trời á. Hello đây, đúng rồi, em trong video mới nhất của Nha Trang. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, tranh thủ đi chơi đi, đi dạo mát đi. Bữa mấy ngày hôm nay là mưa gió quá, ban đêm cũng mưa, ban ngày cũng mưa. Được bữa hôm nay nắng ráo, tranh thủ đi quay phim. Để máy quay rồi, flycam rồi để đóng một cái cho hết trọi rồi. Không có hợp đồng. Để mấy tuần rồi chơi chứ đâu có ít. Bây giờ mình sẽ lên Khánh Vĩnh đây. Bữa nay đi lên Khánh Vĩnh quay phim, quay mấy cái đồi, cái đồi mía đồ giá đẹp. Mình tính đi Vạn Dẻ chứ mà ở Vạn Dẻ nó xe quá. Giờ này đi xe lắc. À em. À đang đi lên Khánh Vĩnh chút. Chở cháu đi đâu ha? Về ngồi hả? Được mấy tháng rồi? À rồi. Chở về ngồi chơi. Rác rượt theo chi cho bệt để biết. Mai mình đi cũng 5-6 chục rồi. Chở con chạy chi cho nhanh. Nghe nói ngày hôm nay thì áp thấp nhiệt đới vào khu vực Bình Định với lại Quảng Ngãi, Quảng Nam. Trong khu vực chỗ đó ăn bị biết. Ở khu vực chỗ đó không bão mạnh thì cũng mưa lớn, mà không mưa lớn cũng hạn hán khùng luôn. Chỗ đó khắc nghiệt quá không? Chỗ đó khắc nghiệt ghê ạ. Chung ở Nha Trang, Khánh Hòa này nhìn chung nó ôn hòa. Như cái đợt vừa rồi, đợt mưa khủng khiếp á, áp thấp nhiệt đới nó vào thẳng khu vực Khánh Hòa rồi chứ. Mà Khánh Hòa đâu có mưa đâu. Không có mưa vậy đó, mưa chút chút à. Trong khi ở đã cách đó mấy trăm cây, 500-600 cây. Mưa gì mà mưa trò, mưa ngập lúc đầu luôn. Ghê thiệt. Có thể nói khu vực chỗ đó là bão mà nó vô khúc nào rồi cái khu vực chỗ miền Trung, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị rồi Thừa Thiên Huế rồi nó cũng bị dính chút hết á. Bão giờ bão nó vô chỗ nào cũng bị dính, nó vô phía Bắc hay khu vực đó cũng dính, mà nó vô phía Nam mà khu vực đó cũng dính. Không có tránh được cái chỗ nào rồi, không có tránh được cái khúc nào đây. Như cái hồi năm 2017 bão Đam Rây vào Khánh Hòa. Vào Khánh Hòa mà ở ngoài đá cũng xe lắc xe lơ cũng bị dính, cũng bị thiệt hại, cũng bị người chết, cũng bị ngập lụt, cũng bị gió tốc đùm lum le. Không có chạy cái chỗ nào mà thoát được đó, khổ thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ lên thẳng một đường lên trên Khánh Vĩnh luôn, rồi mình sẽ đi một vòng để mình lựa những cái cảnh quay, rồi cái vòng về mình sẽ dừng lại để mình quay, mình bay flycam. À. Bây giờ đi lên tới đâu ta? Chắc lên mấy cái quán gió, quán suối rồi gì vậy đó em. Lỡ đi cho tới luôn nha. Đi nửa đường quần gì mất công đi. Ủa mà gì chỗ kia ta? Té xe à? Chắc chở hàng cồng kềnh quá, quẹt té. Đi đường này nhà thích lại ghiền đi Đà Lạt, nhưng mà tiếc là chắc sẽ còn lâu nữa mới đi Đà Lạt được. Chở hàng cồng kềnh quá rồi qua quẹt sao té, chở hai cái bao tạch đùng. Giờ này mà lên Đà Lạt là đi qua, chắc đi siêu qua sương mù quá, thấy trên núi mà mây không mây kìa. là mấy bữa nay là mưa nữa, mưa là hay dễ có mây, có sương mù đầy vậy đó. Đà Lạt là thích nhất là đi vượt đèo có sương mù, nhìn rồi thích, mát. Đó, đi bằng sương mù mà đi đèo, đi bằng đêm mệt gớm đó. Đợt mình đi lần trò không thấy gì luôn á, tầm nhìn đâu đây trước mặt mà còn không thấy, đi cứ me theo cái len chỉ đường em mà đi thôi, ở phía trước không thấy cái gì. Đây, chỗ này đẹp nè, chỗ này đẹp nè, đứng bóc quay luôn rồi, chỗ này đẹp nè, đồi núi chập trùng là đẹp nè. Có công an, nãy có cái anh kia anh chỉ tay lên trời á. Này bác khúc nào ta? Bác ở trong này là bác ở trong trong thị trấn, trong cái khúc trong kia là cái đường có cái con lương ở giữa trong khu dân cư á. Thấy các anh đi quay anh chỉ lên. Tội chứ. Bác ở hướng bên này mà, ở bên này là đi xuống, bên này là mưa mệt. Đục mày, thấy con dân địa phương đây đi đóng đội mũ rồi nó hết. Chà tới kìa bác, chà chưa. Có quen là sợ chứ ra ém hiệu để mà nhưng mà ra nãy ra hơi bị gần. Chứ lại nãy giờ mình đâu đi gì đâu nhanh đâu, đi la ngắm cảnh rồi tìm cảnh nó quay rồi. Chỗ đó cũng không có mấy chiếc bồ câu đứng rồi cứ ban chạy luôn chứ đứng làm gì. Được, chỗ này cũng được nè, chỗ này cũng được nè, này có cái con sông đẹp nè, tí quầm lại giờ mình phải lên trên đỉnh nè, mình phải cố gắng mình chạy lên trên đỉnh đèo một chút để quay cho nó đẹp rồi bắt đầu mới quần về, chứ đi cứ nãy cứ đứng chỗ kia quay lâu quá lỡ mất rồi, thời gian có hạn chứ đâu phải muốn đi nhiều đi đâu. Cha anh hỏi cái đường này muốn ra cái đường kia là đi ngõ nào? Tới đây đi hả? À, cảm ơn nha. đang ở thôn đang ở xã Khánh Thượng nha mấy anh em. Đi sờ quần Khánh Vĩnh ra chơi. Trước đi Khánh Vĩnh là chỉ đi một lèo lên Đà Lạt thôi, chứ cũng không có dịp mà ghé thăm thú gì ở chỗ này. Nãy mình quay phim có quay được cái cầu treo này mấy anh em thấy không? Treo đây chắc nó cũ quá rồi, họ không cho đi, họ kêu đi cái đường này à. Chắc mình sẽ phải đi bộ thôi, không có đi xe. Một tóc cầu treo liên xã này. Lỡ đi tới này đi luôn nữa chưa, quần về làm cái gì? Cầu này chắc cho xe máy đi. Nãy mình quay được cái cầu. Đi cái đường ở dưới. Nãy mình đi cái đường ở dưới. Vậy thôi, cầu treo lắc lẻo.